bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có những ngày cuộc sống lặng lẽ trôi qua, nhưng lòng bạn vẫn xao động. Có những ngày bạn cảm giác như mọi thứ bên trong mình không yên bình và khó chịu. Khi sống với nhau giữa cộng đồng, chúng ta thường có những xung đột hoặc khó chịu với những người khác quan điểm với mình. Vậy, lời Chúa có những chỉ dẫn nào cho những lúc như thế này không? Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Michaela Bonds qua chủ đề Bước đi trong tình yêu thương. Tôi yêu mến sách Roma. Tôi cảm thấy đó là một sách trình bày mọi thứ cách rõ ràng. Trong Roma chương 14, Phaolô nói về việc đừng khiến người khác bị vấp phạm và đừng phán xét. Khi đọc đoạn này, tôi nhận ra Phaolô không nói về việc phán xét người chưa tin Chúa, mà là người đã tin Chúa. Chúng ta thường bị cuốn vào những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống, nhiều đến nỗi khiến các tín hữu xung đột với nhau, và đó chính xác là điều mà kẻ thù thích nhìn thấy. Roma chương 14 câu 1 câu 2 chép rằng: Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. Người này tin có thể ăn được mọi thứ, còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi. Cả đoạn kinh thánh này nói về việc ăn uống. Vì lúc Chúa ban cho Môi-se các mạng lệnh dành cho con dân Ngài, có những thức ăn bị cho là không tinh sạch. Sau sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phê-rơ đã ba lần nhận một khải tượng từ Chúa rằng các thức ăn đó không còn là ô uế nữa. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 9 đến 16. Tuy nhiên, một số người yếu đuối trong đức tin chọn vẫn tiếp tục không ăn những thứ không sạch. Phaolô nói rằng điều này không có gì là sai, nhưng chúng ta nên hoàn toàn tin chắc rằng bất cứ điều gì bạn chọn đều có thể chấp nhận được. Roma chương 14 câu 5. Chúng ta có thể không tranh cãi những quan điểm về thức ăn, nhưng chúng ta thường tranh cãi về việc cho con cái theo học các chương trình giáo dục khác nhau. Chúng ta tranh cãi về việc người vợ nên ở nhà hay nên đi làm. Chúng ta tranh cãi về tiền bạc. Chúng ta tranh cãi về việc hội thánh nên sử dụng đèn sân khấu hay là không. Chúng ta tranh cãi về nhiều thứ mà đến cuối cùng sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả. Roma chương 14 câu 6 tiếp rằng: Người giữ ngày là giữ vì Chúa, người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu một tín hữu hoàn toàn tin rằng điều mình đang làm là đẹp lòng Chúa, thì chúng ta là ai mà phán xét điều ấy? Chúng ta là ai mà nói họ sai? Họ đang làm điều đó để tôn kính Chúa. Nếu họ thật sự đi theo Chúa, Chúa sẽ chỉ dẫn họ. Chúng ta sẽ không thể bắt mọi người đi với Chúa như cách chúng ta đi với Ngài. Sự kêu gọi cuối cùng của chúng ta là hãy yêu thương. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 2, chúng ta được gọi để bước đi trong tình yêu thương. Chúa kêu gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Vậy, sẽ có những lúc bạn cần ngừng tranh cãi, im lặng và chỉ tiếp nhận anh em mình. Sẽ có những lúc bạn cần cho họ biết, dù chúng ta có khác biệt về nhiều điều, thì chúng ta có thể cùng nhau tấn tới trong tình yêu và sự nhận biết Chúa. Và như thế, mọi người sẽ biết đến Chúa và ca ngợi Ngài qua tình thương giữa vòng chúng ta. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cha yêu dấu ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương con thật nhiều. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đầy lòng nhân từ và ân điển với con trong những lúc con lại thiếu đi sự nhân từ và ân điển với anh chị em mình. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lần tranh cãi vô ích. Xin tha thứ cho con vì những lúc con chỉ tập chú vào những khác biệt nhỏ nhặt mà lại quên bức tranh lớn hơn về hội thánh. Chúa ơi, con khao khát danh Ngài được tôn cao qua đời sống của con và qua mối liên hệ của con với mọi người. Xin Chúa giúp con để con trở thành người đem sự gắn kết và yêu thương trong gia đình của Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, yêu thương luôn là điều cuối cùng và quan trọng nhất. Vậy, nếu có mối quan hệ nào đang trục trặc bởi những quan điểm khác nhau, bạn hãy nhờ cậy Chúa để giải quyết những thắc mắc trong lòng mình và xin Chúa ban năng lực để bạn tiếp tục yêu thương và chấp nhận anh em mình. Yêu thương luôn có thể được bày tỏ bằng hành động hoặc lời nói. Nguyện Chúa giúp đỡ bạn để thực hiện một hành động yêu thương cụ thể theo lời Ngài. Hợp nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài. Tình thương Cha nhân ái, trời tuôn tràn đầy bao tấm lòng. Cùng thông công vui thoa, trong danh Ngài lòng tràn sức mới. Yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên, yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường, nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ. Luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Hợp nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài. Tình thương Cha nhân ái, trời tuôn tràn đầy bao tấm lòng. Cùng thông công vui thoa, trong danh Ngài lòng tràn sức mới. Yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên, chẳng ghét chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường, nhìn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha, yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường, nhìn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành, chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên, yêu thương nhau.